Dạ, lại là Hoa đây ạ. Xin chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em trên YouTube. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác và anh chị một con zin này sử dụng hai bếp nấu và một bếp nướng. Các bác vào tham khảo một bếp, xin ủng hộ em một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ em sẽ đưa lại gần hơn để cho các bác thấy được mặt bếp, mặt màu nâu cà phê. Tình trạng mặt bếp thì không bị một vết chảy xước nào. Bếp có bị chảy xước chỗ nào em sẽ báo cho các bác. Em đưa rất chi tiết đấy ạ, các bác cùng quan sát qua màn hình giúp em ạ. Bo đánh lửa của con bếp này là bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Một bo đánh lửa đã qua sử dụng rồi thì nó đều có dấu hiệu là gọi là đen một màu đi một chút thôi ạ, nhưng mà chất lượng đang còn rất là tốt. Các khe ra lửa ra rất đều, không có bị ăn mòn hoen rỉ gì đâu. Khe ra lửa rất đều thì đồng thời với lại ngọn lửa cũng rất đẹp. Các bác cùng quan sát với em, thì em sẽ bật là lên cho các lửa lên cho các bác thấy được ngọn lửa của con bếp này. Họng bếp hai bên trái bên phải thì bên em đã dọn vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Cảm biến nhiệt đáy nồi thì đang còn siêu nhạy bén luôn. Và bây giờ em sẽ bật lửa của con bếp này lên để cho các bác và anh chị thấy được. Bếp Nhật thì từ cái dòng phân khúc cơ bản đến phòng cao cấp thì con nào nó cũng là trang bị cái tiêm cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi đấy. Đó là cái tiêu chí đầu tiên của Nhật đấy ạ, là tự động tắt lửa và khóa ga trong 3 trường hợp cạn nước. Không may nấu mất ngọn lửa đi và nấu canh nấu nước có bị trào ra là nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga cho gia đình mình, rất là an toàn luôn. Các bác và anh chị quan sát ngọn lửa rất là xanh đúng không ạ? Ngọn lửa xanh ưu điểm thì nấu rất tiết kiệm ga. Ngọn lửa xanh là nấu không bao giờ bị nhọn nồi. Và ưu điểm lớn nhất của ngọn lửa xanh nữa là nó đã đốt triệt để được lượng ga tiết ra để nấu. Vì thế khi sử dụng bếp Nhật thì các bác yên tâm là không bao giờ lo là khí ga bị rò rỉ ra xung quanh môi trường sống của gia đình mình nữa đâu ạ. Rất là an toàn luôn, chống cháy nồi, chống cháy nổ luôn ạ. Cho món cá, món thịt thì không may có bị quên thời gian đi thì khi nhớ lại thì tất cả là nó đã tự động tắt lửa rồi nên vẫn còn những món ăn ngon cho gia đình mình. Đó là những cái điểm tối ưu nhất của dòng bếp Nhật đấy ạ. Bây giờ em test một tính năng không may nấu mất ngọn lửa đi cho các bác thấy được nó có hoàn toàn khóa ga không. Tính năng này mất tầm khoảng 10 đến giây là bếp sẽ khóa ga. Em sẽ test lửa cho các bác và anh chị thấy được. Còn hai tính năng là cạn nước và không may nấu canh nấu nước bị trào ra là bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Thì khi các bác sử dụng bếp Nhật, các bác sẽ trải nghiệm thì đó đúng là thấy rõ rệt hơn ạ. Em đã làm một video trải nghiệm là món cá kho trên bếp Nhật rồi. Khi bác quan tâm về dòng bếp Nhật này thì có còn băn khoăn hay còn gọi là chưa tin tưởng lắm thì các bác cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi đường link để cho các bác và anh chị thấy được. Còn không thì các bác cứ đánh gõ vào kênh Hoa Nhật Bãi của em là sẽ thấy được là em làm một cái video đấy ạ. Trên thực tế cái nồi, trên thực tế cái bếp của em đang sử dụng luôn ạ. Và cái bếp đấy em đang sử dụng từ được đến 6 năm nay rồi. Chưa có một vấn đề gì về bếp. Cho nên là khi dùng bếp Nhật thì các bác cứ yên tâm sử dụng rất là an toàn, tuyệt đối luôn. Bếp vừa có tín hiệu khóa ga rồi đấy ạ. Bây giờ em sẽ test lửa cho các bác và anh chị thấy được. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hoàn toàn khóa ga luôn. Có cái tính năng khóa ga này thì rất là an toàn cho gia đình mình rồi. Khay nướng và vị nướng của con bếp này là bằng chất liệu inox. Bên dưới cái khay nướng là có mạ thêm một lớp men chống dính để cho khi gia đình mình nướng có rơi thức ăn vào đấy dọn dẹp được sẽ nhanh hơn ạ. Thành vách không bên trái không bị móp méo gì. Mặt trước rất là đẹp, không bị chảy xước chỗ nào. Bên hông phải cũng rất đẹp rồi ạ, không bị móp méo gì đâu. Hai bên hông thì bên em có làm lại bằng sơn tĩnh điện ô tô 2K cho nên là rất bền. Các bác yên tâm, sơn ô tô cũng cực bền rồi. Bếp nướng này là một tầng lửa, tất cả tiêu chuẩn nướng của Nhật thì rất là an toàn, các bác và anh chị yên tâm sử dụng thôi ạ. Còn chất liệu bên trong của lò nướng này là bằng tôn zin của Nhật, rất là dày dặn và chắc chắn. Không có bị ăn mòn hay hoen rỉ gì đâu. Tất cả về hình thức và các tính năng của con bếp này em vừa chia sẻ cho các bác thấy rồi đấy ạ.
Còn là bên bên tay trái em thì có chức năng 3S. 3S này có tác dụng là ngắt cạn biến lửa, tức là duy trì ngọn lửa cho việc chiên rán hoặc xào thức ăn cần lửa ổn định. Thì gia đình mình sử dụng 3S. Và khi sử dụng 3S còn thì các bác và anh chị nhớ ấn giữ tay cho em 3 giây. Lúc nào cái nốt đỏ hiển thị lên thì lúc này chức năng 3S đã được kích hoạt. Còn nấu nướng bình thường thì gia đình mình không sử dụng 3S ạ. Bếp vẫn sử dụng bằng đôi pin đại đánh lửa, mỗi đôi pin thì dao động từ 3 năm tháng tùy theo gia đình mình nấu. Và khi nào hết pin là cái đèn nó sẽ nháy đỏ ở đây cho các bác và anh chị biết được là pin của gia đình mình hết để thay pin ạ. Hình thức mua hàng bên em thì các bác cọc cho em từ 3 đến 500, bên em bao ship, bao lưới chống chuột, tặng các bác và anh chị một đôi pin, bảo hành cho các bác và anh chị 1 năm. Xin cảm ơn các bác đã luôn đồng hành ở video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.